Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ Di Tôn Thiện Đức Tăng, trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiện nam thiện nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong ba câu Phật ngôn 299, 300 và 301. Một lúc chúng ta học ba câu Phật ngôn, nhưng mà chỉ khác nhau có một cái câu cuối cùng, khác nhau một câu cuối cùng. Nít chăng ca giá ta sati là một ha, hình xài giá ra tù mát nô là hai ha, và quên này giá ra tù mát nô là ba. Chỉ có khác nhau có ba cái câu cuối thôi, còn cái trên thì chúng ta cũng đã học ba câu rồi ha. Đây là sáu phần niệm về sự tu tập. Trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanattaya Sawandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lô. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói căng. Tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô giá tá sá sá thu nô lô ca nó mạnh thá sá quy nà thá rô cô sá bành dù bút thóc bất đi phù tí sinh nhá tô quanh đà má hành tăng ná rá phù. Cho này giá cần pháp bảo vi vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc dụng sinh đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô vi số thô su ca ta sa sa quát cô sa kha sa ta mô quát ta thầm mắt sa ta cô nền đà bát sang sa đi a na đá rô quá rô quan đà má hành tăng đá ra phù. Cha này giác rằng tăng bảo thiên văn Phật Đà thâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanattaya te che na sikha me e tu wa tha nang ta sa bi a nu pa we na sa ha sa ye na se cha tu. Xin tâm bảo uy tín cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ quý vị nhìn lên trên bài học ha, trên đạo tràng và chúng ta theo dõi. Alo, âm thanh nghe rõ ha. Hôm nay học tới ba câu 299, 300 và 301. Cái bài học này nó cũng giống như cái bài Akasattha ha, bài hồi hướng. Hồi hướng phía sau thì chúng ta có tới đến năm ha. Hồi hướng đến năm thì phần chỉ có khác nhau phần cuối cùng, còn phần trên thì giống hệt nhau. Quý vị nhất trí ha. Ví dụ Supaputtham Papuchanti Sadago Tamasa Vakka Yesang Diwa Charato Cha. Ba câu trên giống hệt nhau, nhưng mà chỉ khác câu cuối cùng. Nít chăng ca giá gá tà sa tí, đó là một ha. Rồi á hình sa giá rạc tô mát nô là hai ha. Và quát na giá rạc tô mát nô là ba. Như vậy thì nếu chúng ta đưa lên một lần ba câu thì quý vị sẽ rối. Chỉ cần lên một câu 299 thì chúng ta thấy nít chân ca giác ngạc tà sạch tí một ha, đó là 299. 300
Câu số 3, 301. Pāvanāya-rato-mano. Nó có sách mất cái chứng nè. Nếu mà nói có sách mất cái chứng, chúng ta học từng câu một ha. Học từng câu một. Và từng câu một này, thì đối với câu 298, 297, 296, 296. Như vậy thì từng câu một. Và từng câu một thì có phải từng câu một khác nhau chỉ là câu cuối cùng không? Nếu mà chúng ta coi như học từng câu một, từng câu một, thì quý vị thấy sẽ nhàm chán. Bây giờ một câu mà chúng ta đọc thành ba câu, quý vị đồng ý không? Một câu đọc thành ba câu, như vậy chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian. Thời gian chúng ta không có nhiều, không có nhiều. Và đây là những cái pháp hành mà chúng ta cần thực hành nhiều hơn là nói. Hiểu như thế nào để thực hành? Nếu mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như thế này thì thời gian của chúng ta còn được bao nhiêu? Cho nên ở đây chỉ có phân tích câu sau thôi. Bây giờ phân tích lại từ đầu ha. Xúc và phút thân và phút thành tí, thì quý vị nghĩ sao? Trong khi đó, Supaputthang Bhaputchan Tisadago Tamasa Vaka Ye Sang Diwa Charato Cha. Ba câu này lặp đi lặp lại, mà chỉ có cái câu sau cùng, đó là cái điểm chính trong câu Phật ngôn. Thì bây giờ Nityang Kaya Gata Sati 299, Ahinsa Yarato Mano 300, Pāvanāya rato mano 301. Quý vị chỉ cần đọc cho chúng tôi biết nghe. Supaputthang Bhaputchan Tisadago Tamasa Vakaye Sambhiva Charato Chak Nityang Kayagata Sati. Là một lần ha. Lần thứ hai. Supaputthang Bhaputchan Tisadago Tamasa Vakaye Sambhiva Charato Chak Ahinsa Yarato Mano, đó là câu 300. 301. Supaputthang Bhaputchan Tisadago Tamasa Vakaye Sambhiva Charato Cha Pāvanāya Yarato Mano. Quý vị nghĩ sao? Hay là quý vị đọc 299 ba lần, 300 ba lần, 301 ba lần. Như vậy thì ba câu quý vị đọc 6 lần. Trong 6 lần đọc đó, người ta nói văn hay chẳng lựa lời dài. Vừa đọc đầu bài đã biết văn hay. Thì bây giờ quý vị chỉ cần đọc một lần mà đọc đúng là được rồi. Chứ bây giờ quý vị đọc tới 6 lần, ai chịu nổi? Đạo tràng của chúng ta có được thời gian bao lâu? Thì quý vị nghĩ sao? Chuyện nhỏ muốn sao cũng được hả? Ai muốn chuyện lớn? Sư Kim nói đó là chuyện nhỏ. Còn ai muốn nói chuyện lớn? Không ai chịu chuyện lớn cả, mà muốn lớn chuyện thôi. Thôi thì cứ thế mà làm đi ha. Bây giờ Ahinsa Yarato Mano. Bây giờ chúng ta chỉ cần hiểu ý nghĩa câu sau của câu 300. Chỉ cần hiểu ý nghĩa câu sau của câu 300. Ahinsa ya, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ a ở phía trước có nghĩa là không. Chữ hinsa ya do cái từ hinsa. Hinsa danh từ nữ tính, akaranta ithilinga. Chữ hinsa
Ahimsa ở đây được chia theo chỉ định cách số ít. Chỉ định cách số ít, tức là cách chia thứ tư, Chatuthi Vipatti Ekavacana. Ahimsa biến thành Ahimsa Giá. Ahimsa Giá là sự không hãm hại. Hinsa có nghĩa là làm tổn thương, nhưng mà không có chữ á phía trước tiếp đầu ngữ đó, nó lên sự phủ nhận, có nghĩa là sự không hãm hại. Ahimsa Giá. Rồi chữ Ratto, chữ Ratto ở đây nó nằm trong cái dạng quá khứ phân từ nam tính ha, nhưng mà chữ Ratta này được đứng làm chủ cách số ít. Bathamang ekavacana vipatti, cho nên Ratta biến thành Ratto. Ratto là thỏa thích, sự thỏa thích. Rồi cái từ cuối cùng mano có nghĩa là tâm ý. Mano nó cũng đứng làm chủ từ, nó cũng đứng làm chủ từ. Thì cái câu này nói lên cái gì? Câu này nói lên cái ý nghĩa là tâm ý thỏa thích về sự không hãm hại. Tâm ý thỏa thích về sự không hãm hại, không làm tổn thương. Như vậy thì chúng ta cũng giải quyết câu 300 rồi ha. Chỉ cần một câu là giải quyết xong câu 300. Và câu Phật ngôn 300 nói lên vấn đề gì? Các đệ tử của Đức Gotama luôn luôn theo tỉnh giác ngày và đêm, thường xuyên có tâm ý thỏa thích về sự không làm tổn thương. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 300 ha. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 301 nè. Chỉ có một cái câu cuối cùng ha. Chỉ một câu cuối cùng. Phāvanā yarato mano. Phāvanāya ratto mano. Chữ phāvanāya thì cái từ phāvanā nó là một danh từ nữ tính, akaranta ithilinga. Và chữ phāvanā này cũng được chia theo chỉ định cách số ít, tức là chatuthi vipatti ekavacana. Cho nên chữ Phāvanā biến thành Phāvanāya. Phāvanāya nói lên cái sự tu tập, sự phát triển của tâm linh, hay là Phāvanā còn gọi là tu tiến, chứ không phải tu thuộc lùi. Này là tu tiến. Do cái động từ Phāvetī, Phāvetī có nghĩa là tu tập, phát triển. Như vậy thì chữ Ratto Mano nó cũng giống như ở trên ha. Tâm thỏa thích, sự tu tiến ha. Mà Ngài Hòa Thượng dịch là ý vui tu thiền quán ha. Ý vui tu thiền quán. Như vậy thì câu Phật ngôn 301 nói lên vấn đề gì? Các vị đệ tử của Đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác ngày và đêm, thường xuyên có tâm ý thỏa thích về sự tu tập. Như vậy là chúng ta giải quyết rất là gọn ha. Một câu làm sáng tỏ ý nghĩa 300 301 ha. Rồi, như vậy trong cái phần từ vựng này. Kayagata, kayagata, quán về thân. Kaya là thân, ga
Gạt ta do cái động từ gạt chặt tí á. À, này câu câu 299 phải không? À, đúng rồi, 299. Chữ ca do gạt ta, do chữ ca giá và chữ gạt ta. Chữ ca giá, đây là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga, cà da là cái thân xác này, à, cái bản thân này, cái hình thức này, à, à, nói về cà, ví dụ con người của chúng ta có ba, thân, khẩu và ý, ừ. Thân là cà da, khẩu là hoa cha, à, ý tức là mắt nô, thì chữ cà da là nói về thân, à. Nít chân là thường xuyên, à, cà da là cái thân, rồi chữ Gata, Gata, à, Gata đây là quá khứ phân từ của động từ Gacchati ha, đi. Nhưng mà chữ Gata này nó đứng làm chủ từ số nhiều. Bathama Bahu Vachana Vipatti, à, chữ Gata là đã đi đến, mà cái thân hướng đến thân ha, Kayagata tức là hướng đến thân. Như vậy thì cái câu này ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng: tưởng sắc thân thường niệm, tưởng sắc thân thường niệm, tức là thường xuyên có niệm hướng đến thân. À, chỉ sa, có chữ sa tí nè, chữ sa tí là niệm, chữ niệm. À, mấy câu trên đều có chữ đó, à, ba câu trên. Vậy thì nít chân ca với cả ta sa tí, tức là thường xuyên có niệm hướng đến thân. À, đó là câu 299. Alo, bây giờ phân tích trường âm, đoạn âm, à, chúng ta thông qua phần đó ha. Bây giờ giọng đọc của quý vị, bởi vì nó trùng với nhau cho nên tương đối thấy cũng dễ ha. Câu 299 là Nichang Kayagata Sati. Câu 300 Ahinsa Yarato Mano, 301 Pavana Yarato Mano. À, như vậy thì chúng ta đọc 3 lần, mỗi lần câu sau chỉ cần thay đổi. À, quý vị thấy sao? Thời gian còn lại chúng ta sẽ phân tích, à, chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung, à, ý nghĩa. À, quý vị quan nghĩ ha. Rồi bây giờ chúng tôi đọc trước, là quý vị chú ý ha, sai đâu sửa đó nha. Này là đọc kinh chứ không phải đọc kệ. Kệ thì sao không được ha. Nhưng mà kinh là phải đúng theo trường âm và văn âm. Này chúng tôi xin đọc trước 3 lần ha. 3 lần 3 bài á, chứ không phải 3 lần 1 bài đâu. Subbabuttham babuchanti sadago tamasa wakaye sangliwa charato chichanka yagata sati. Subbabuttham babuchanti sadago tamasa wakaye sangliwa charato ahinsa yarato mano. Babuthang babuchan tisadago tamasa wakaye sangliwa charato cha pavana yarato mano. À, quý vị thấy như vậy dễ đọc hay khó đọc? Chỉ cần thay đổi cái câu cuối cùng,
Bây giờ quý vị nào mà thấy rằng tiếp thu được, chỉ cần đọc ba lần ba câu, ai nói được thì người đó lên trước, rồi mời sư Kim Nhung lên nói dạ được để coi đọc có được hay không. Hay là chỉ chát lên dạ được, cái tay chân người chát lên dạ được, nhưng mà cái miệng đọc không được thì cái đó là khó ha. Rồi khoan khoan khoan, để hỏi sư Kim Nhung nói dạ được nè, nhưng mà phải thấy đó, bàn tay của sư Nhung này chứ. Rồi sư Kim từ từ đi ha. Alo, đó, thấy bàn tay chát lên dạ được, nhưng mà đưa tay không được, rồi đọc không được, bởi vì đọc được đưa tay chứ. Khi nào chúng tôi thấy bằng tay chúng tôi mới thả mic. Rồi sư Kim có ý kiến, cho nên cái trường hợp này người nói rằng dạ được nhưng mà không đưa tay, người không nói dạ được thì đưa tay lên trước. Alo, chúng tôi mời sư Kim Nhung mà sư Kim Nhung không lên, thôi sư Kim lên đi. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Thì giống như lần trước sư thứ sáu vừa rồi sư giải ba câu một lần, kỳ này sư giải ba câu một lần luôn. Sư là tới sư là tới luôn, bắt tài đánh nhanh đánh mạnh đánh tiến tới luôn. Nhưng mà đừng có cố quá nha, cố quá thành quá cố luôn, con không có quá cố đâu. Rồi cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu đã nghe rõ. Dạ thôi con bây giờ con đọc cho rồi đi sư ha. Cũng hên á, trời ơi tự nhiên con nói ủa ba câu này hay quá ha. Thôi con làm luôn đi, con làm xong rồi cái sư ấy. Hên thiệt, chắc con có thần thông con đón sư làm luôn ba câu. Nhưng mà con chưa có đọc, đi đọc đại đi. Đọc đại nó chắc cũng được á. Thôi khỏi khỏi cần đưa bài. Tôi đâu có đọc trên cái đó đâu, chữ nhỏ xíu rồi, tôi có miếng giấy viết bự lắm thì đọc nó dễ hơn, và cả mắt kém cỏi lắm, đọc không rõ đâu, hồi đọc trong miếng giấy. Tắt con vậy mà sư bình tĩnh nghe con, kỳ này con đọc sai đọc đọc đúng sư phải cho con bông hoa đàng hoàng á, chứ sư đừng có lặn à. Dạ con bắt đầu đọc á, đọc trước câu 299 ha. Sắp ba bút thăng, pháp bút chăng, tí sa đà vô, tá ma sa, quá khà, dê, sẵn, tí hoà, chá rác tô, chá nít chăng, khà, gia gà tà, sá tí. Đệ tử gô, tá ma, luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngài, hai đêm, thường tưởng niệm, sắc thăng. Rồi tới câu pháp cú 300. Sắp ba bút thăng, pháp bút chăng, tí sa đà vô, tá ma sa, quá khà, dê, sẵn, tí hoà, chá rác tô, chá hình sa, sa yo ra ra to ma no sup pa puk thang pa puk chang ti sa da go ta ma sa wa kha ye sang di wa cha ra to cha hình sa yo ra to ma no đệ tử go ta ma luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngài hai đêm ý vui niềm bất hại. Câu pháp cú 301. Cô không đọc, người khác đọc, cô đừng lo. Ok, đâu có nói gì đâu. Con xin đọc câu pháp cú 301. Sup pa puk thang pa puk chang ti sa da go ta ma sa wa kha ye sang di wa cha rak to cha pa wa na ya ra to ma no sup pa puk thang pa puk chang ti sa da go ta ma sa wa kha ye sang di wa cha rak to cha pa wa na ya ra to ma no. Đệ tử Gô Tá Má luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hai đêm, ý vui tu thiền quán. Tất cả ba cái bản dịch này của do bà Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đồ, con thấy ba tiết cúng, cái bông hướng dương đó là tuyệt vời, tức là con không biết sai không? Cô Dục Quỳnh cô nói nếu mà tôi không có đọc thì có người khác đọc. Tôi đâu có lo gì đâu. Tôi chỉ lên đọc cho rồi, tôi trả là... Tôi trả bài để mà tôi làm cái bổn phận của tôi, là khi mà có một vị sư bỏ ra công sớm sớm thay vì ngồi ngủ nướng đi thức dậy dạy chúng tôi học, thì chúng tôi trả lợi là chúng tôi cho đọc tốt, đọc đúng để cho sư vui, dầu sao cái công của sư dạy là cũng có người tiếp thu được. Giống như một người dạy
ta làm đồ ăn, làm nghề gì đó, mà nếu cái người đệ tử người hay người học của mình nó mà làm được tốt thì người ta phải vui mừng, nếu đó con người tốt. Còn nếu con người mà xấu xa mà che giấu đó, thấy người ta học giỏi hơn mình, danh tức là chuyện khác, chứ đâu có gì đâu, ai lên đây cũng muốn học học mới lên đây chứ, chứ lên đây để quậy làm sao vậy. Học thì học đúng, học giỏi học dở thì có sư sửa sư dạy, đâu có gì đâu, tôi đâu có lo gì đâu. Ok, dạ con cảm ơn sư và quý vị Phật tử khác, và dạ, xin nhận máy cho người khác ạ. Dạ alo à. Dạ à, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. À, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ thưa sư, hồi nãy tại sư hỏi thì con trả lời là dạ được, chứ con biết con cũng phải cố gắng ạ, đọc ba câu một lượt cũng khó ạ. Dạ con sẽ cố gắng ạ. Sắp ba bút thằng ba bút trần ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi hòa cha rát tô cha nít chẳng ca gia gà ta sa ti. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi hòa cha rát tô cha nít chẳng ca gia gà ta. À con sám hối, con đọc lộn. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi hòa cha rát tô cha a hình sa gia ra tô ma nô. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi hòa cha rát tô cha phà wa na gia ra tô ma nô. Dạ con đã đọc ba lần ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Dạ con làm mất thời gian nên con cũng xin lên con đọc, con sợ con có sai thì bà sư sửa giùm con. Con này hay bị sai đó. Dạ. Dạ con kính lĩnh lễ thượng tọa thần Trí Đức và con xin đọc ạ. Sup ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gỗ gỗ ta ma sa wa kha ye sang đi qua cha ra tô chan đi chẳng ca ya ga ta sa ti. Sup ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gỗ ta ma sa wa kha ye sằng đi hòa cha ra tô cha a hiềm xà gia ra tô ma nô. Sắp ba bút thằng ba bút chẳng ti sa đà gô ta ma sa wa ca về sằng đi hòa cha ra tô cha phà wa na gia ra tô ma nô. Dạ bạch sư và con đã đọc xong rồi, con kính nhường mic lại cho sư ạ. Ok. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con cũng xin trả bài ba câu pháp cú 299. 300 và 301 ạ. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi hòa cha rát tô cha nít chẳng ca gia ga ta sa ti. Sắp ba bút thằng ba bút chân ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi qua. Dạ con. Yes. Dê sang đi qua. Cha a hình xà gia ra tô ma nô. Sup ba bút thằng ba bút
chan ti sa đà gô ta ma sa wa ca dê sang đi qua dạ con xin sám hối cha ra tô cha phà qua nà ya ra tô ma nô dạ con xin hết, con xin nhường mic cho người khác ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, xin thiền vũ chàng chúc ha. Chúng ta đọc toàn một phần Pali thôi. Còn tiếng Việt á, nếu mà đọc nữa thì nó hơi dài dòng ha. Cái nào giải quyết theo cái đó. Phần Pali, chúng ta đọc câu 1, câu 2, câu 3. Câu 1 á, là nít dân ca với cả ta sát tí. Câu 2 á, là ba câm á. Ahinsa yarato mano 301 Phawana yarato mano, tức là hàng trên ha. Hàng trên xong thì xuống hàng dưới 1, 2, 3. Quý vị chỉ cần đọc phần Pali như vậy thôi ha. Đọc 3 lần như vậy là đủ rồi ha. Rồi bây giờ mời Sĩ Thiền Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc ba câu pháp cú 299, 300 và 301. Sup pa put thang pa put chan ti sa da vô tamasa va ca ye sang di va cha ra tho cha nit chang ca cha ga ta sa ti. Sup pa put thang pa put chan ti sa da vô tamasa va ca ye sang di va cha rato cha ahim sa ya rato mano sup pa put thang pa put chan ti sa da vô ta ma sa va ca ye sang di va cha rato cha ta va na ya rato mano. Dạ con xin sư sửa cho con ạ. Alo, quý vị thấy hơi khó đọc ha. Này nó sẽ rút gọn thời gian hơn ha. Tức là phần tiếng Việt chúng ta sẽ giải quyết qua phần tiếng Việt. Còn bây giờ phần Pali thì chúng ta chỉ đọc ngắn gọn có ba câu thôi ha. Suppaputthang papuchan tisadago tamasa waka ye sang li wa cha la to cha ni chang ka ya ta ta sa ti sa pa pu thang pa pu chan ti sa da go ta ma sa wa ka ye sang li wa cha la to cha hin sa ya la to ma no sa pa pu thang pa pu chan ti sa da go ta ma sa wa ka ye sang li wa cha la to cha pa wa na ya la to ma no. Chúng ta chia ra mà đọc như vậy. Sika Thiền Vũ không nên dừng lại cuối câu, nhất là bút ba ba bút chành tí à, rồi rất tô chá à, không nên coi như cuối câu lại dừng cái nơi cái đoạn âm, mà chúng ta đọc một lần hai câu. Sup ba bút thần ba bút chành tí sát đà vù tam ma sa quá cà. Tới chữ ca này chúng ta mà nghĩ nghĩ nơi trường âm chứ không nên nghĩ nơi đoạn âm ha. Chị Thiền Vũ cố gắng ha. Rồi xin mời quý vị tiếp tục ạ. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Xin duyên chào Nhật Quỳnh chút xíu nha. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Tại lúc nãy con nghe Xích Kim đọc tiếng Việt, ngài em ru, con tưởng đâu ngài miễu phải cho học tiếng Việt nên con phải lòng tiếng Việt vô. Dạ, con xin sám hối ạ. Dạ, con xin đọc, con xin trả bài ạ. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng.
Nhật Quỳnh không hiểu được ý sư. Sup bát bút thằng bát bút chẳng ti sa đà gô ta ma sa qua ca về sẵn đi qua ca ra tờ ca nịt chẳng ca gia ca ta sa tích. Sup bát bút thằng bát bút ti sa đà gô ta ma sa qua ca về sẵn đi qua ca ra tờ ca a hiền sa gia ra tờ ma nơ. Sup bát bút thằng bà bụt chẳng tí sa đà gô ta ma sa qua ca về sẵn đi qua cha rát tờ cha pha cha pha qua na cha rát tờ ma nô. Dạ, cho con đọc lời câu thứ ba. Sup bà bụt thằng bà bụt chẳng tí sa đà gô ta ma sa qua ca về sẵn đi qua cha rát tờ cha pha qua na cha rát tờ ma nô. Dạ, con có đọc sai ngày chỉ dạy lại và mời Duyên nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính chào quý cô tu nữ và con xin chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu 299, 230, 200, oh, 300 và 301. Súc bá bút thằng bá bút chẳng tí sa đà vô ta ma sa quá cà dê sẵn đi hòa cha rát tổ ta nít chẳng cà giá rát tà sa tí. Súc bá thằng bá bút chẳng tí sa đà gô ta ma sa wa ca ye sang di wa cha ra to cha a hin sa ya ra to ma no. Su ba bu thang ba bu chan ti sa đà gô ta ma sa wa ca ye sang di wa cha ra to cha pha wa na da ra to ma no. Dạ, con đọc xong, con có sai xin chữ giữa ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin nhận đất lại cho người kế tiếp. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Chúng ta con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên, nhà con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhà con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết là âm thanh rõ. Và con xin trả bài câu 299, câu 300 và 301. Con đọc 299 trước. Dạ. Súc bá bút thằng bá bút chằn tí sa đà gô ta ma sa wa ca dê sằng đi hòa cha ra tô cha nít chằn bút tha gá ta sa tí. Giờ con đọc câu 300. Súc bá bút thằng bá bút chằn tí sa đà gô ta ma sa wa ca dê sằng đi hòa cha ra tô cha a hin sa ya ra to ma no. Con đọc câu 301. Súc bá bút thằng bá bút chằn tí sa đà gô ta ma sa wa ca dê sằng đi hòa cha ra to cha pha wa na ya ra to ma no. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai và xin ngài sửa lại giùm con ạ. Con xin dâng hết lại cho đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng, con xin đọc câu Phật môn. Suppabuthang babuchang tisada gotamasa waka yesang diwa charato chanichang kayagata sati. Suppabuthang babuchang tisada gotamasa waka
ye sang di wa cha rat to cha hình sa ya rat to mano sup pa bu thang pa bu chang tisada go tamasa waka ye sang di wa cha rat to cha pha wa na ya con xin đọc lại câu này. Sup pa bu thang pa bu chang tisada Gautamasa Waka Ye Sang Diwa Charato Chafawa Na Na Chafawa Chafawa Na Yarato Mano. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, yeah, dạ, yeah, tại vì con nghe cô tự nhiên lên nên con xuống. Dạ, dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức và kính chào đạo tràng. Dạ, con xin chào bà. Sup ba bút thằng ba bút chằn ti sa đà gô na sa quá cà dề sầm đít và cha rắp tổ cha nít chằn cà giá gát tà xà tí súp ba bú thằng ba bú chằng tí sa đà gô ta ma xà quá cà dề sầm đít quà cha rát tô. Con xin lỗi, con đọc lại. Dề sầm đít quà cha rát tô cha a hình xà gia rát tô ma nô súp ba bú thằng ba bú chằng tí sa đà Gô ta ma sa wa ca Dê sầm đích hòa cha rát tổ cha ta Wa na ya rát tổ ma nô. Dạ con xin nhường mic cho người bị khác. Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử trong đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 299, câu 300 và 301. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu nghe rõ. Sup ba bút thằng ba bút chàn tí sa đà gù ta ma sa quá cà Ye sang di wa cha rat to cha nit chang ka yagata sati sup babut thang babut chan ti sa da go tamasa waka ye sang di wa cha rat to cha ahimsa yarato mano sup babut thang babut chan ti sa da go tamasa waka ye sang di wa cha rat to cha pa wana yarato mano. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin trả mic lời cho đạo tràng. Alo, 123, 123. À, đã nhìn không rõ rồi còn mang kiến đen nữa. Thiệt là Sisu Kha này, nhìn không rõ thì phải mang kiến trắng,
nhìn nó mới rõ với ai, nhìn không rõ mang tiếng đen, nhìn đâu cũng vui hết, nhìn đạo tràng thấy cũng đen thui, làm sao mà đọc. Lấy mắt kiến xuống rồi mới thấy đường chứ, mang kiến cho đen thui. Rồi chúng ta học liên tiếp ba câu Phật ngôn. Chính vì ba câu Phật ngôn này, nếu mà phần tiếng Việt đưa lên nữa hoặc là đưa lên từng câu thì chúng ta bị phân tâm, cho nên đọc toàn phần Pali thôi ha. Rồi khi nào nghĩa là ổn định được cái giọng đọc thì đó chúng ta sẽ qua phần tiếng Việt. Mà kiến có rê nghe, chứ kiến đen này là nó cắn đau lắm á. Kiến có rê thì nó không có cắn đau, mà kiến không rê là nó cắn đau ạ. Rồi như vậy thì quý vị quan hỷ ha. Câu Phật ngôn này đọc dễ dàng là chúng ta chia ra làm hai. Súc ba bút thần ba bút chân tí sa đà gô tam ma sa quá ca. Cái chỗ này nè, chữ gô tam ma. Chứ Nhật Quỳnh đọc chữ gô này hơi nhanh nha. Phải đọc chậm lại một chút. Sa đà gô tam ma sa quá ca. Thì bây giờ chúng ta chia câu Phật ngôn này là ra làm hai. Súc ba bút thần ba bút chân tí sa đà gô tam ma sa quá ca. Ye sang đi qua cha rắc tô cha ni dầm ca giá ca ta sạ tí. Một ha, lần thứ hai. Sup ba bu thần ba bu chan tí sa đà gu ta ma sa wa ca. Ye sang đi qua cha rắc tô cha hình sa giá ca tô mát nô. Sup ba bu thần ba bu chan tí sa đà gu ta ma sa wa ca. Ye sang lý hòa cha rắc tô cha phà quá nài giá rắc tô mát nô. Như vậy thì quý vị thấy rằng ba câu Phật ngôn, nhờ mà chúng ta rút ngắn thời gian không đọc phần tiếng Việt ha, mà đọc phần Pali một lần, chúng ta đọc một câu và quý vị đã thấy rất tốt. Có nhiều vị mới nhưng mà giọng đọc cũng ổn định ha. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc xong cái phần nào, chúng ta giải quyết phần nào thì cái phần đó nó ổn thỏa, rồi sang phần khác chúng ta nhìn vô ngắn gọn thế không bị phân tâm. Chứ bây giờ chúng ta đưa ra một lần ba câu cả phần tiếng Việt nữa, từng câu một thì quý vị thấy nó rối. Mà làm thế này thì quý vị thấy có gọn không? Tương đối cũng dễ ha. Trong đạo tràng Xích Thanh Hoàng nè chưa đọc nè, Xích Nguyên Trang chưa đọc nè, cô tu nữ Tùy Duyên bị mất nét nè. Rồi bây giờ mời Xích Thanh Hoàng ha. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ. Con đảnh lễ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức ạ. Con kính đảnh lễ trạng đạo tràng. Con xin đọc ba câu pháp cú 299, 300 và 301 ạ. Supaputang paputchanti sadagotama savaka ye sang diwa charato chanicchang kajaga tasati. Supaputang paputchanti sadagotama savaka ye sang diwa charanto cha ahim sajarato mano. Supaputang paputchanti sadagotama savaka ye sang diwa charanto cha bhagavana jarato mano. Con xin ngài sửa cho con ạ, vì con mới đọc ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, alo alo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết rõ.
Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ bây giờ con xin lại ạ, hồi nãy nó bị rớt nét, mất nét, bây giờ có được. Dạ, Nhật Quỳnh có thể bắt bài dùm tỷ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Sup bát bút trăng bát bút chăn tí sát đà gồ tam bát xà quá cà dê sang đi quà cha gắt tổ tam bít chăng. Cà giá gắt tà sá tí ác hình xà giá gắt tổ má nô quà quá nà giá gắt tổ má nô. Sup bát bút trăng bát bút chăn tí sát đà gồ tam bát xà quá cà dê sang đi quà cha gắt tổ tam bít chăng. Yagati ahinsa yagato mano pha wana yagato mano sup babutang ôi chứ đọc thì con đọc lại sup ba bút thằng ba bút chàng tí sa đà ma sa quá cà về sang đi hòa cha gấp tổ cha đi chàng cà gia gấp tà sa tí a hình sa gia gấp tổ ma nô và quan nà gia gấp tổ ma nô dạ thì đấy Nhật Quỳnh vừa có số thì tự nhiên đọc ba câu này à, đúng không? À. Thì câu một nè, câu một cả cái bài của Nhật Bình nè, bây giờ để tự nhiên đọc lại anh. Sup ba bút thằng ba bút chan tí sa ta ma sa quá cà về sang đi qua cha đất tổ cha đi chàng thì mình đọc hết ba câu vậy chứ sao vậy trời. Sup ba bút thằng ba bút chàng tí sa gô ta ma sa quá cà về sang đi qua cha đất tổ cha đi chàng cà ya ga ta sa ti a hình sa ya ga to ma no pha wa na ya ga to ma no. Dạ thôi tự nhiên xuống đây. Dạ kính mời tâm tự. Alo. Bị té đau quá rồi cái thấy sản hồn rồi. Đập búa xoa luôn. Đọc kiểu gì kỳ cục vậy? Alo, hồi nãy giờ trong đạo tràng có ai đọc như giống như cô Tự Nhiên không? À, đọc cái này thấy không? À. Từng bài 1, 290. Chú tâm à, nhưng mà quý vị thông cảm vì mới rất mạng à, cho nên coi như không theo dõi bài được. Rồi bây giờ mời sư Thanh Thủy ha. Dạ sa thú, dạ con kính thiên sư, dạ con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu, dạ kính cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Dạ con xin đọc câu pháp cú 299, 300 và 301. Súc bát bút thăng bát bút chăn tí sa đà gô tam ma sa quá ca dê sang đi qua cha gắt tô cha ni chăn ca giác gắt ta sa tí. Súc bát bút thăng bát bút chăn tí sa đà gô tam ma sa quá ca dê sang đi qua cha gắt tô cha ni con xin xong rồi dê sang đi qua cha gắt tô a hình sa giá gắt tô ma nô súp bắp bút thăng bắp
chân tí sa đà go tam ma sa vắc ca dê sang lú hoa cha rắc tô giáp pha quán na giá rắc tô ma nô. Dạ con đã đọc xong ba câu rồi. Dạ con thấy hôm nay thượng tọa rất là từ bi, có ồ vậy hả? Có gì đọc là phá quán na, thượng tọa cũng không có la. Chữ pha quán na con nghe cái có gì đọc phá quán na, thượng tọa cũng cho ba cái cành hoa. Dạ thôi con kính tri ân đạo tràng, con kính mời tọa trở lại. Nam mô Bích Tha giá và con Nguyên Trang. Và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Ồ, con thấy bàn tay của Ngài và con xin xuống mít ạ. Alo, vậy là cái mít này mít chín quá rồi, hết mũ. Cho nên chiếc Nguyên Trang cầm cái mít mà không bị dính mũ, thả mít liền ha. Sư Thanh Thủy hôm nay chào mà chú ý quá vậy ha. Sao hôm nay chú ý nhiều quá vậy? Cái vấn đề đối với người mới khác, đối với người cũ khác giá. Đâu phải là cả đạo tràng đều không nghe, không thấy đâu. Ví dụ như Sĩ Thanh Hoàng ha, đọc Dĩa Sa Đa đâu có đúng, Dĩa Pha Quá Na đâu có đúng ha. Nhưng mà bây giờ người ta mới mà đọc được như vậy là thấy giỏi rồi. Còn giỏi hơn những người biết đọc mà không chịu đưa tay nữa. Thì bây giờ Sĩ Thanh Thủy nghĩ gì sao? Người ta đưa tay lên đọc, đó là một cái vấn đề mà tự chiến thắng với chính mình rồi. Họ đã tự chiến thắng với chính họ rồi. Sai đúng không quan trọng, nhưng với tinh thần người ta trên cái vấn đề học hỏi, đó là một cái điều mà coi như là thành công. Chúng tôi chấp nhận vấn đề đó. Cho nên quý vị thấy rằng chúng tôi chát lên một câu, đọc nhiều thì sẽ hay à. Tại ít đọc cho nên bị vấp. Nhưng mà đọc càng nhiều thì tự nhiên mình thấy mình đúng hay sai tự mình biết. Chứ không phải đạo tràng tặng những cái cành hoa như vậy, quý vị thấy sướng quá. Rồi đưa tay ra sau, rồi thấy cái đuôi lúc lắc, cái đó là không tốt. Mà quý vị đọc, quý vị biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Đó là cái tự mình, hay là làm quan tòa cho mình. Chứ không phải là coi như người ta đọc rồi cái mình tặng hoa, mình khích lễ, mình khen người ta trong khi chính mình. Tại sao mình không khen mình? Mình đọc sai mình biết, đọc đúng mình biết. Như vậy là chính cái biết đó là cái mà nó ngon lành hơn cái những cành hoa ha. Còn Xích Như Quỳnh chát lên một cái câu, ba bài giống nhau, chỉ có câu số 4 là khác. Bài điển khác nhau chỗ nào câu số 4? Hả Xích Như Quỳnh? Ba bài giống nhau, chỉ có câu số 4 là khác, mà khác ở chỗ nào? Chúng ta chỉ đưa lên những cái câu nó khác biệt, tức là nít chân gai với gạt ta sạch tí quán về thân hả, hình xa do gạt tô mát nô quán về sự không tổn thương ha, rồi phao quán na do gạt tô mát nô mình nói lên cái sự tu tiến. Thì ba cái câu này, ba câu cuối chỉ có khác nhau ba câu cuối thôi, còn ba câu đầu á, ba câu đầu thì quý vị thấy giống nhau phải không? Thấy chỗ mà ca nhi dê sân đi qua cha rắc tô cha, rồi nít chân ca giá gà ta sạch tí dê sân đi qua cha rắc tô cha ai hình xà giá gà tô má nô dê sân đi qua cha rắc tô cha hào cái này giá gà tô má nô. Chuyện khác nhau chỗ đó vậy thôi à. Tức là bài nào cũng chỉ khác nhau câu cuối cùng. Chỉ khác nhau câu cuối cùng ha. Trong 299, 300, 301 chỉ khác nhau câu cuối cùng. Tức là coi như nít chân ca giá gà ta sá tí ha, hay hình xa giá gà tô mát nô ha, phà quá nà giá gà tô mát nô.
Rồi, bây giờ nãy Sức Quen Trang đưa tay ha. Bây giờ đọc thế này nè. Hồi nãy đọc kinh xong rồi, hôm nay vị nào cũng nên đọc hay hết á. À, bây giờ chúng ta qua dòng kệ đi ha. Kinh xong mới tới kệ nhé. À, qua dòng kệ thì trong cái dòng kệ này á, kệ thì chỉ biết kệ thôi chứ không có đọc dòng kinh nữa. Bởi vì khi mà đọc dòng kinh này chúng ta đã ổn định, bởi vì trong vấn đề đọc dòng kinh thì nó nghiêm túc, qua dòng kệ thì lên xuống nó không được nghiêm túc lắm, nhưng mà cái âm thanh mỗi vị mỗi khác. Còn dòng kinh thì trường âm đoạn âm là trường âm là đoạn âm, còn dòng kệ thì vô tư ha. Rồi, bây giờ trước khi qua dòng kệ ôn lại ha, chú ý dùm, đọc một lần hai câu. Súc bá bút thần bá bút chần tí sá đà vô tâm á xà quá trà dê sân lý hoa chá rắc tô chánh ít chăng ca giá gà ta sá tí. Súc bá bút thần bá bút chần tí sá đà vô tâm á xà quá trà dê sân lý hoa chá rắc tô chá hiền xà giá gà tô mát nô. Súc bá bút thần bá bút chần tí sá đà vô tâm á xà quá trà dê sang lý hoa chắc rắc tô chắc phà quá nà gia rắc tô mát nô. Rồi, đó là dòng kinh ha. Dòng kệ thì tương đối dễ hơn, cũng một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai mà cũng đọc một lần hai câu. Súc bá bu thăng bá bu chăn tí sa đa vô tá ma sa quá ca ye sang li wa cha ran to cha ni chang ta ya ga ta sa ti sum ba bu thang ba bu chan ti sa da go ta ma sa wa ta ye sang li wa cha ta to cha a hin sa ya ra to ma no sum ba bu thang ba bu chan ti sa da go ta ma sa wa ta ye san li wa cha ta to cha pa wa na ya ra to ma no. Ô, sao mà nghe kệ hay quá, Sức Quen Trang bỏ chạy luôn hả? Alo, Sức Quen Trang bỏ chạy, ai thế dùng Sức Quen Trang đi? À, Sức Kim hả? Xà thú xin mời. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con làm bổn phận của con tiếp trả đọc kinh, không phải đọc ba câu pháp cú 299, 300 và 301, đọc theo lối kệ là kệ sao cũng được, không có cần dài ngắn. Ô, cảm ơn các cô đã cho tín hiệu nghe rõ. Cha, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 người đường truyền tốt, không có bị mắc gì ta? Mắc đường truyền, hồi xưa mới nói câu gì á? Mắc giải, mắc chỉ hết đâu, mệt quá, con quên rồi. Thôi để con đọc kệ cho rồi. Đọc kệ câu 3, 299 trước. Sụp ba bút thăng pa bút chăng tê sa đa gô ta ma sa wa ka ye sang li wa cha ra tô cha nít chăng kha ya ga ta sa ti. Kể câu 300. Sụp ba bút thăng pa bút chăng tê sa đa gô ta ma sa wa ka ye sang đi wa cha ra to cha cha ahim sa ya ra to ma no. Cái này con làm đổ làm sao? 1 2 4 6 thôi. Con đọc lại câu này đi. Sup ba buk thang pa buk chang ti sa da go ta ma sa wa ka ye sang đi wa cha ra to cha ahim sa ya ra to ma no. Rồi câu 301. Sup ba bút thăng ba bút chăng tê sa đa gô ta ma sa wa sa ye sang đi wa cha ra tô cha pa wa na ya ra tô ma no. Xong rồi đó.
đây cái này đọc lại chữ power quá nè. Để con đọc lại câu 301 ha. Sup ba bút thăng ba bút chân tì sa đa gô ta ma sa wa ca về sang đi qua cha ra tô cha pa wa na ya ra tô ma no. Đệ tử Gô Tá Má luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hai đêm, thường tưởng niệm sắc thân. Sư nói đọc kệ, thôi đọc luôn câu tiếng Việt luôn cho thêm hai lần nữa đâu sao đâu sư. Đệ tử Gô Tá Má luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hai đêm, ý vui niềm bất hại. Đệ tử Gô Tá Má luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hai đêm, ý vui tu thiền quán. Dạ con xong rồi đó. Xà thủ, con cảm ơn sư ha. Dạ cảm ơn quý vị đã cho công qua. Dạ xin mời quý vị khác ha. Dạ, đạo tràng cho Nhật Quỳnh 30 giây. Nhật Quỳnh xin phép, xin phép ngài để Nhật Quỳnh bớt bài lên để quý vị đọc nha. Để Nhật Quỳnh thấy mà đọc cái kiểu này thì đầu mình nó rối luôn. Thì cũng y vậy thôi. Nhưng mà Nhật Quỳnh xin nhắc với quý vị là mỗi một câu 299, 230, 231 quý vị kể một lần thôi là Nhật Quỳnh sẽ đốt bớt lên. Câu 299, câu 300, câu 301 nha. Mà bớt Bali không, không có đọc tiếng Việt nha, quý vị thông cảm nha. Rồi bây giờ Nhật Quỳnh bớt lên, mời Tâm Phương trước phải không, sắp hàng. Dạ Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá, con kính lĩnh lễ tịnh tọa. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ. Dạ con xin đọc câu kệ số 299. Súp bá bút thằng bá bút chẳng tí xa đà rô ta má xà qua cà về sẵn đi hòa cha đá tổ cha đi chẳng cà gia gà tà xa tí. Súp bá bút thằng súp bá bút thằng bá bút chẳng tí xa đà gô tà má xà qua cà về sẵn đi quang cha rắn tu cha ni chân ca giang gà ta sa ti sư ba bồ thân ba bồ chân ti sa đa gô tăng ma sa qua cam về sẵn đi quang cha rắn tu cha ahim sa giang ra tổ ma nô sập ba bồ thăng ba bồ chân ti sa đa gô ta ma sa qua ca về sẵn đi qua cha ran tô cha ba quan na yang ra tô ma nô sập ba bồ thăng ba bồ chân ti sa đa gô ta ma sa qua ca về sang đi qua cha rằn tô cha ni chăng ca ya ga ta sa ti bồ cha sâm ba bồ thân ba bồ chân ti sa đa go ta ma sa qua cam về sang đi qua cha rô tô cha ahim sa ya ra tô ma nô sơ ba bùa thân ba bùa chân ti sa đa gô ta ma sa qua ca về sang đi qua cha rắn tô cha ba quan na ya ra tô ma nô. Dạ Tâm Phương đọc xong rồi kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thú, cảm ơn cô Tâm Phương và con Tâm Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào quý đạo hữu. Nhật Quỳnh, sa thú Nhật Quỳnh ha. Dạ con xin đọc một câu thôi, 229 thôi là con xuống, là con nhường cho vị khác ha. Sapa Buddhang Papun Chanti Sada Gota Masa Waka Ye Sang Diwa Charan To Cha Nichang Kaya Gata Sati. Dạ thôi con kính truyền đạo tràng, sau kính mời Meta ha.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, lâu quá con không có lên kệ. Dạ, hôm nay thì con cũng xin đọc kệ ba câu Pháp Cú 209, 200, 300, 300 và 301. Dạ, con xin kệ. Súp ba bút thăng ba bút chăn tì sa đa gô ta mà sa hoa ca dễ sang đi qua cha ra tô cha nịch chăng ca giá ra ta sa tì Sốp ba bút thăng ba bút chăn tì sa đa gô ta ma sa hoa ca dễ sang đi qua cha ra tô cha a hân sa giá ra tô ma nô Sập ba bút thăng ba bút chăn tì sa đa vô ta ma sa hoa ca dễ sang đi qua cha ra tô cha pha hoa na giá ra tô ma nô Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, đợi cho em biết tiếng hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng quý anh chị ở trong đạo tràng. Con xin kệ ba câu kinh Pháp Cú ạ. Sập ba bô thăng, ba bô chan ti, sa đa vô ta mà sa hoa ca. Ye sang di wa cha ran to cha ni chang ka ya ga ta sa ti sop ba bu thang ba bu chan ti sa da go ta ma sa wa ka ye sang di wa cha ra to cha ahing sa ya ra to ma no Sập ba bút thăng ba bút chăn ti sa đa vô ta ma sa hoa ca dễ sang đi qua cha ra tô cha pha hoa na ya ra tô ma no Dạ con đã đọc xong con xin xuống mic ạ. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài ạ. Dạ, Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép kệ câu Phật ngôn 299, câu 300 và 301. Sup ba bút thắng, ba bút chan ti, sa đa vô ta ma sa hoa ca. Ye sang di was cara toja nicang kaya gata sati supabutang babut janti sadagota masawaka ye sang di was cara toja ahimsa ya rato mano supabutang Babut chanti sadagota masawaka ye sang diwa charato cha pawanaya ratu mano Dạ con đã kể xong ạ, con xin phép xuống mic. Cảm ơn đạo tràng.
Alo, alo, mời Nguyên Trang, mời Hà, mời Xích Niệm Từ, dạ, mời bàn tay quý vị à. Nguyên Trang ơi, mắc cỡ hả Nguyên Trang, cháu mất tiêu luôn rồi, không có thèm kệ nữa hả? Dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Nguyên Trang, Nguyên Trang, thôi mà, năn nỉ mà, lên kệ đi, đừng giận mà. Nguyên Trang đâu rồi? Dạ, mời Chích Hà, dạ, mời Niệm Từ, dạ, mời quý vị à. Đưa bàn tay xinh đẹp lên, nó mới để Nhật Quỳnh giành bích bây giờ đó. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức và con chào Đạo Tràng và con xin kệ. Sut ba bút thắng ba bút chan ti sa da go ta ma sa wa ta ye sam dit wa cha ra to cha ni chan ka ya ga ta sa ti Sut-ba-bu-thang ba-bu-chan-ti Sa-da-go-ta ma-sa-wa-ka Ye-sam-dit-wa-cha-ra-to-cha A-hin-sa-ya-ra-to-ma-no Sut-ba-bu-thang ba-bu-chan-ti Sa-da-go-ta ma-sa-wa-ka Ye sam dit wa cha ra to cha ta ma sa wa ka ye sam dit wa cha ra to cha a hin sa ya ra to ma no Sutta Buddhang Babu Chante Sada Gopa Masawaka Ye sam dit wa cha ra to cha pha wa na ya ra to ma no. Dạ con xin sám hối con đọc kệ không được hay lắm. Dạ, alo alo. Chị Hiền đeo quá trời, không biết bữa nay nó sao. Đạo Tràng có nghe âm thanh của chị nha. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ bây giờ không làm mất thời gian, xích Nhật Quỳnh làm ơn bóp dùm. Dạ thấy rồi. À, tự nhiên xin kệ bài kinh Pháp Cú câu 299. Sức ba bút thắng ba bút chẳng thì xa đa gô ta mà xa quá gà dễ sang đi quá cha rắn tu chàng để chẳng ca giá gạt ta xa thì sức ba bút thắng ba bút chẳng thì xa đa gô ta mà xa quá gà Ye sang di wa cha rak to cha ahisaya rato mano Subha bhutang babut chanti sadaguta masawaka Ye sang di wa cha rak to cha pawayana rato mano Dạ, hồi nãy tự nhiên không có hiểu ý cho nên là tự nhiên cứ đọc. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chiếc lá mùa xuân. Dạ, mời. Dạ, con cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, con chào Đạo Tràng. Con xin đọc câu kệ. Cô Nhật Quỳnh post bài dùm con cô.
Subhabutham babuchanti sadagota masawaka yesangiwa charatocha nichankaya gatasati. Subhabutham babuchanti sadagota masawaka yesangiwa charatocha to cha ahinsaya rato mano subhabutang babuchanti saragota masawaka yesangiwa charato cha fawanaya rato mano. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng, con kính lễ với bà quý cô tu nữ và con kính lễ cô Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho từ biết mà âm thanh rõ. Cảm ơn Sư Nhật Quỳnh nhiều nha, đã đưa post bài lên mọi người đọc rồi còn mời nữa, nên nhưng từ nghe kêu cái là từ cũng phải đến liền á. Dạ bây giờ con xin kể câu pháp cú, ba câu pháp cú 299 mà 300 và dạ 301 nha. Subhabutham babuchanti sadagota masawaka ye sang diwa charanto cha nichan kaya gata sati sumba buddhang babuchanti sadagota masawaka ye sang diwa charanto cha ahinsaya rato mano. Subhabutham babuchanti sadagota masawaka yesang diwa charanto cha pawanaya rato mano. Dạ con cảm ơn đạo tràng, dạ cảm ơn Sư Nhật Quỳnh nhiều, dạ xin mời Thanh Hoàng lên ạ. Nam mô Buddhaya. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ, à. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức ạ, à. Con xin kệ, con xin kệ ba câu pháp cú ạ. À. Subhabutham babuchanti sadagota masawaka yesang diwa charanto cha nichang kaya gata sati. Subhabutham babuchanti sadagota masawaka yesang diwa charanto cha ahinsaya rato mano. Subhabutham babuchanti sadagota masawa. Cho con xin sám hối con kể lại câu này ạ. Subhabutham babuchanti sadagota masawaka yesang diwa charanto cha phawanaya rato mano. Dạ con xin hết ạ. Nam mô Phật Tha giá, và nghe vị nào kệ cũng hay, cũng hấp dẫn hết trơn, nên Nhật Quỳnh cũng nên phải lên kệ một lần chứ, phải không quý vị?
Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, con thành kính đảnh lễ chư tâm đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Chút mà nếu mà ngài chưa đưa tín hiệu thanh thủy lên kệ lại nha, kệ gì mà giọng kệ hay vậy mà kệ có một câu một à. Ngài cho kệ ba câu thì kệ ba câu đi, kệ một câu à, ăn gian ghê luôn. Dạ, con xin được kệ bài 299 trước ạ. À. Sup ba bút thăng ba bút chan tê sa đa gô ta ma sa qua ca dễ sang đi qua cha ra tô cha ni chăng ca gia gà ta sa tì sup ba bút thăng sa bút chan tê sa đa gô ta ma sa qua ca dễ sang đi qua cha ra tô cha ya hình sa ya ra tô ma nô sập ba bút thăng ba bút chan tì sa đa gô ta ma sa qua ca dễ sang đi qua cha ra tô cha pha qua na ya ra tô ma nô Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. À. Còn vị nào chưa đọc thì chưa kể thì xin đưa bàn tay, còn không thì mời Thanh Thủy nha. Sa thú kính cảm ơn sức Nhật Quỳnh. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin kể lại ha. Sapa Buddhang Bapun Chanti Sada Vota Masa Waka Yesang Diwa Chasan Tocha Nichang Kaya Rata Sati Sapa Buddhang Bapun Chanti Sada Vota Masa Waka Dễ sang đi quá cha thân tô cha Nị chân ca giá ca ta xa tì. Ồ, con xin sám hối. Sư ba bố thăng ba bốn chân tì Sa đa vô tha ma sa hoa ca Dễ sang đi quá cha thân tô cha A hình sa giá ra tô ma nô Supa Buddhang Papun Chanti Sada Vota Masa Waka Ye Sang Diwa Charan Tocha Pavanaya Sato Mano. Dạ con kính chuyên đạo tràng. À đây, nhờ chuyện mất là cho đạo tràng ha. Rất là hoan hỷ khi thấy luôn à. Vị nào cũng tham gia, lâu quá không có vô luôn. Bây giờ thấy quý vị thấy vị nào cũng đọc qua đi, nghe rất là xa thú. Kính chuyên đạo tràng, thôi chuyện mít là cho sức nhập mình, cầm mít tiếp sức nhập mình ha. Dạ, xa thú, kính cảm ơn thành thị. Phải nói là đạo tràng Phật giáo Nam Truyền lúc này tươi trẻ quá phải không thành thị? Rất là tươi trẻ với diễn giọng. Giọng trẻ trung của quý vị. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, con nghĩ là bây giờ Nguyên Trang là mắc nấu bếp rồi. Nên là Thanh Thủy hả? Mời Thanh Thủy nha. Dạ, mời Thanh Thủy. Dạ, không sao. Nhật Quỳnh tưởng đâu là Thanh Thủy muốn phát biểu ý kiến nên Nhật Quỳnh lật đật bỏ mất. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con nghĩ là đạo tràng không còn vị nào nữa nên là con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn chị Metta. Một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con kính nhân mít đến ngài.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Sa thu. Với ba câu Phật ngôn mà trong thời gian ngắn quý vị đã thể hiện rất tốt qua dòng kinh, qua tiếng tệ và cái lối trình bày, thì cá nhân của chúng tôi ngắn gọn quá để có sự hiểu lầm. Qua sự trình bày của Sĩ Nhật Quỳnh thì quý vị thấy rõ ràng ha, không bị ngộ nhận như cô tu nữ Tuệ Duyên ha. Nên là cái lối đưa bài lên của chúng tôi thì cô Tuệ Duyên đọc một lèo luôn ha, từ 299 tới số 2, số 3 luôn, tức là 300, 301 luôn, là một hơi luôn ha. Chính là một hơi như vậy cho nên bị té, bị nó nhiều quá đi, làm một lần ba bài luôn cho nên bị rớt mạng luôn. Nhưng mà sự trình bày của Sĩ Nhật Quỳnh rõ ràng và quý vị thấy tiếp thu rất dễ ha. Cái gì bị la nữa, Sĩ Thanh Thủy hồi nãy nói xấu ha, cái vấn đề không nên tự tán hủy tha, tức là mình đọc được là coi như tốt rồi, còn người ta đọc sai á thì người ta họ sẽ biết cái chỗ đó họ sai, họ tự họ sửa. Ở đây có anh em trên tinh thần tự giác là quý vị sai hay đúng, quý vị đã nắm rõ trường âm và đoạn âm thì quý vị đọc tới chỗ đó khừng khừng là biết rằng có vấn đề rồi, mà đọc một cách trôi chảy tự tin thì chắc ăn rồi. Cho nên những cành hoa hay là không có những cành hoa không bị lệ thuộc vào đó, mà lệ thuộc vào chính bản thân của mình. Trường âm, đoạn âm quý vị đã phân tích rõ ràng, chính xác và biết đó là trường âm gì, biết đó là đoạn âm thì rồi, cha tổ sư thần thủy. Bây giờ ở đây câu 299, 300 và 301 nói lên cái gì? Nói về pháp hành. Mà pháp hành thì chúng ta biết đó là một việc làm của tâm. Mà việc làm của tâm thì chúng ta phải biết nhận định cái đề tài này, câu 1, câu 2, câu 3. Chúng ta chỉ biết khi chúng ta coi như đọc dòng kinh thì nó là dòng kinh. Khi chúng ta qua dòng kệ thì câu 1 không qua câu 2, mà câu 2 không qua câu 3, tức là chúng ta nhìn vô cho nó rõ ràng chút. Và là pháp hành là việc làm của tâm, mà không riêng gì ba câu này, mà ba câu trước cũng vậy, nói lên về pháp hành. Đức Phật Pháp và Chư Tăng thì ở đây nó thân, nói sự thương, nói lên sự tu tiến. Thì như vậy cái đề tài của chúng ta khi chúng ta học thì chúng ta chú tâm nơi đó, và khi mà chúng ta hành, tức là chúng ta đọc sao cho nó đúng. Còn cái vấn đề thực hành khác nữa là khác ha, sau khi chúng ta học xong chúng ta sẽ thực hành một cách khác nữa, chứ không phải là chúng ta đọc như thế này, đây là trên lý thuyết. Chúng ta hành để thấy rằng trường âm, đoạn âm và đọc cho đúng giọng. Thôi bây giờ để khỏi mất thời gian ha, chúng tôi xin đọc lại ba lần dòng kinh, ba lần dòng kệ, rồi đi vào duyên sự để có thời gian quý vị thảo luận về sáu câu Phật ngôn này ha. Lối trình bày của chúng tôi thì rất là đơn giản, ngắn gọn, chứ không có rõ ràng như Sĩ Nhật Quỳnh, mong quý vị thông cảm ha. Sức bá bố thần bá bố chân tí sá đà hù tá má sà quá cà dê sân lý hòa chá rát tô chá ní chân cà giá gà tà sà tí. Sức bá bố thần bá bố chân tí sá đà hù tá má sà quá cà dê sân lý hòa chá rát tô chá hình sà giá gà tô má nô. Sức bá bố thần bá bố chân tí sá đà hù tá má sà quá cà
Ye sang li wa cha ra to cha pha wa na ya ra to ma no. Như vậy thì trong dòng kinh, quý vị thấy rằng chúng ta có thể đọc hai cách. Một là chúng ta đọc liền một hơi ha. Hai là chúng ta dừng lại nơi trường âm câu số 2 à, tức là chúng ta chia ra làm hai. Mà câu số 2, cuối của câu số 2 nó là trường âm, thì chúng ta hãy dừng lại chỗ này để giọng đọc của chúng ta mạnh hơn à, có lực hơn. Thì quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Chứ đừng nghĩ rằng ồ hơi tôi dài rồi đọc thẳng một hơi. Đọc thẳng một hơi coi chừng đứt bóng à, à quên đứt hơi à, quý vị cảm thấy nó không được mạnh lắm à, cố gắng nha. Sup ba bút thằng ba bút chan tí sa đà vô tam sa quát ca. Quý vị dừng lại chỗ này thì cảm thấy nó nhẹ nhàng ha, và tự tin đọc tiếp hai câu sau ha. À, qua dòng kinh thì có hai cách đọc như vậy, nhưng mà trong dòng kệ thì chỉ có một cách đọc mà thôi. Một cách đọc tức là đây là một câu có 8 từ thì chúng ta chia làm hai ha, chia ra làm hai. Và khi chia ra làm hai như vậy thì chúng ta đọc một lần hai câu, không nên đọc từng câu một. Khi chúng ta đọc từng câu một thì có tính cách như là trả bài. Còn mà chúng ta đọc liền một lần hai câu á, thì quý vị cảm thấy nó khúc chiết, nó rõ ràng, nó hay hơn à. Chú ý ha, không nên đọc từng câu một dòng kệ, mà dòng kệ thì chúng ta đọc một lần hai câu ha. Quý vị quan hệ ha. Sup ba bu thăng ba bu chan đi sa da go ta ma sa wa ta ye sang đi wa cha ra to cha ni chan ca ya ga ta sa ti dum ba bu thăng ba bu chan đi sa da go ta ma sa wa ta ye sang đi wa cha ra tô cha a hin sa ya ra tô ma nô sum ba bu thăng ba chan ti sa da go ta ma sa wa ta ye sang đi wa cha ra tô cha pha wa na ya ra tô ma nô. Ở đây quý vị thấy rằng không có phần tiếng Việt thì chúng ta sẽ chú tâm vào những cái từ này để chúng ta đọc sao cho nó đúng. Qua phần dòng kinh và dòng kệ thì quý vị có ý kiến thế nào, khó hay là dễ? Và cái cách trình bày của chúng tôi thì quý vị thấy nó hơi tóm tắt, còn sự trình bày của Thích Nhật Quỳnh thì nó rõ ràng hơn ha. Nhưng mà Thích Nhật Quỳnh phải túc trực để rồi đưa lên từng câu như vậy, thì sự nhiệt tình của Thích Nhật Quỳnh, quý vị thấy đối với đạo tràng đó là một công lao rất lớn ha. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến về dòng kinh dòng kể à, khi chúng ta học mà cứ nghĩ rằng ô sao ông đọc sao giống Hồ Quảng quá, giống cải lương quá, giống cái Sĩ Kim nói là cái gì dòng hò dòng hát gì đó à. Ở đây thì chúng ta có quy luật ha, có một cái quy luật khi mà chúng ta vào một hội chúng nào họ đọc dòng kinh thì mình cũng tham gia dòng kinh, họ đọc dòng kệ thì mình cũng biết cái nguyên tắc của dòng kệ, để rồi chúng ta hòa nhập à, với cái hội chúng đó. Thì kệ hơi khó nhưng cố gắng cũng làm được, dòng kệ là dễ hơn bởi vì cái dòng kệ thì sao cũng được hết, không ai bắt lỗi mình. Nhưng mà dòng kinh là sai là thấy có vấn đề,
Bởi vì dòng kinh thì chúng ta đọc có lực. Còn cái dòng kệ, khi mà chúng ta dòng kinh vững rồi á, thì chúng ta mới qua dòng kệ. Chứ còn mà nếu mà dòng kinh của chúng ta chưa vững, cái dòng kệ nó chi phối, thì trong room này á, quý vị thấy Thí Tâm Phương đọc dòng kệ rất là hay. Nhưng mà khi dòng kệ hay quá, nó lấn lướt đi cái dòng kinh, để rồi cái dòng kinh của Thí Tâm Phương nó bị rối hình tí, bị rối hình tí. Bây giờ quý vị có ý kiến gì về dòng kinh dòng kệ trước khi duyên sự? Alo, hôm nay coi như chúng ta thuần về Pali để chúng ta có sự chú tâm hơn. Còn khi nào học một bài thì chúng ta cả cái vấn đề mà cái Pali, cả tiếng phần tiếng Việt. Còn đây tới một lần ba bài, chúng ta rút gọn để chúng ta có sự chú tâm. Chứ nếu đưa ba bài lên cả Pali cả Việt thì nó làm cho quý vị rối. Nhưng mà chúng tôi tóm tắt như thế này thì quý vị có nắm bắt được hay không? Khi mà quý vị nắm bắt được, đó chính là việc làm của tâm. Alo, sao nói mình thầm nghe đâu, chán quá. Ủa, khi nghe khi không hả? Khi nãy là nghe tiếng con gà, còn bây giờ nghe tiếng tôi nói nè ha. Rồi đó. Thì trước giờ chưa biết kệ hả? Trời ơi, kệ lần sau cũng được hết. Tinh thần của nhà Phật là tự giác. Mình giác không nổi thì mình tha, có gì đâu. Miễn sao cái dụng là mình hưởng được hương vị của giáo pháp. Cái tinh thần tự giác, giác tha của nhà Phật thì tùy theo khả năng. Người nào có căn thì giác đi một cách gọn gàng. Người nào không có khả năng, giác không nổi thì kéo nó, bê nó, hoặc là cột dây, giật nó, hoặc là tha nó đi ha. Tự giác không nổi thì giác thì tha nó, miễn sao nó cũng về tới mục đích. Cái dùng của chúng ta là về tới mục đích. Còn bất cứ phương pháp nào, bất cứ phương pháp nào, 10 pháp ba la mật cũng chứng đắc, 20 pháp ba la mật cũng thành một vị thinh văn giác, mà 30 pháp ba la mật thì trở thành một vị toàn giác. Chúng ta không đủ khả năng để trở thành một vị toàn giác thì 10 pháp cũng đủ rồi ha. 10 pháp cũng đủ rồi. Thì trên cái tinh thần giác ngộ thì chúng ta thấy cái gì ngộ ngộ thì cứ giác. Tức là cái ngộ ở đây là cái chân, cái thiền, cái mỹ. Chân và cái ngộ ở đây là những cái ngộ nghĩnh, mà ngộ ở đây là những cái đẹp. Chúng ta cần phải tiếp thu những cái đẹp đó. Thì chúng ta tiếp thu được bao nhiêu tùy theo khả năng của mình. Và chúng ta là một tín đồ của đạo Phật. Tín đồ ở đây không có ý nghĩa là sự tính toán để có ai cái đồ vật đó có giá trị hay không có giá trị. Khi có giá trị thì chúng ta sẽ có những cái ý đồ mà người ta nói rằng gần chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành cõng Phật đi chơi. Tức là tín đồ, tức là chúng ta thấy cái tượng Phật này có giá trị và có thể nằm gọn trong túi của chúng ta, thì chúng ta cũng lên chánh điện, cũng xích xoa, cũng quỳ lại xin phép Đức Phật, rồi bỏ ngày vô túi đem ra chạy trời. Đó là một hình thức của một tín đồ theo đạo chích. Tức là cái vị này tuân thủ theo lời cha của mình. Con ơi, học lấy nghề cha, một giờ ăn trộm bằng 3 năm làm. Đó là một tín đồ thuần thành của đạo chích. Còn tín đồ thật sự của Phật giáo
là cái niềm tin của chúng ta. Cái gì trời, đem ra chợ trời, cái là ra chợ trời lại gặp nhiều lắm. Quý vị anh tin ra chợ trời đi, gặp nhiều cái tượng rất là đẹp. Mà những cái tượng đó là do các tín đồ của đạo chích họ đem ra, họ trưng bày. Và ai cảm thấy có tinh thần giác ngộ, à cái tượng này đẹp quá, ngộ quá, thỉnh về. Chứ không thể để ông Phật phơi nắng vậy. Để ông Phật mà có như tính bằng giá cả như người ta mua những cái hàng khác, Đức Phật là vô giá, thì không thể trả bằng tiền, bằng vàng. Quý vị thấy đem tượng Phật ra bán, đó là một hình thức quỷ bán Phật. Ông Phật không có giá trị, mà Đức Phật là vô giá, là thiên nhân chi đạo sư. Mà quý vị thấy đem tượng Phật đi bán, đó là một điều không thể. Rồi đem kinh sách đi bán, đó là quỷ bán pháp. Đem y áo đem bán cũng là một hình thức quỷ bán bằng. Bởi vì Đức Phật mà chúng ta trả giá bằng giá trị bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu, thì như vậy quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Ồ, tôi mua ông Phật này 1 triệu, tôi mua ông Phật này 2 triệu. Ông Phật có giá trị của Ngài 45 năm trụ thế để đem lại sự đạt cho chúng ta. Mà chúng ta nghĩ sự an lạc đó, chúng ta bỏ tiền là mua ông Phật đem về nhà, thì giá trị thế nào? Khi chúng ta niệm tưởng về Đức Phật thì chúng ta thấy ân đức của Ngài sao? Niệm tưởng về ân đức Pháp thì chúng ta nghĩ như thế nào? Mà đem kinh sách để vô trong một cái tủ, rồi Tam Tạng Pháp Bảo quỳ lại như vậy. Hình thức chúng ta tôn kính, nhưng mà phải hiểu được giáo pháp đã cho chúng ta những cái gì được an vui. Chứ không phải là chúng ta đem Tam Tạng Pháp Bảo về để mà thờ. Chúng ta phải đem ra để thực hành, chứ không phải đem Pháp Bảo để mà thờ. Alo, nói quá, Sư Nhật Quỳnh không còn nghe gì hết ha. Nghe tiếp lỗ tai rồi. Thôi, bây giờ chúng ta đi vào nhân sự. Một lần sáu câu Phật ngôn nói lên pháp hành. Ba câu đầu nói niệm tưởng về Đức Phật, niệm tưởng về giáo pháp, niệm tưởng về chư tăng. Tức là câu 296, 297, 298. Chư đệ tử của Đấng Gotama ngày đêm giác tỉnh hằng suy niệm về Phật. 297, đệ tử của Đấng Gotama ngày đêm luôn giác tỉnh hằng suy niệm về giáo pháp. 298, đệ tử của Đấng Gotama ngày đêm luôn giác tỉnh hằng suy niệm về tăng già. Câu 299, chư đệ tử của Đấng Gotama ngày đêm luôn giác tỉnh hằng suy niệm về thân. Chúng ta đang học ha. Rồi 300, chư đệ tử của Đấng Gotama ngày đêm luôn giác tỉnh hằng suy niệm về đức vô hại. Ahimsa giá. Rồi câu cuối cùng 301, đệ tử của Đấng Gotama ngày đêm luôn giác tỉnh hằng suy niệm thỏa thích trong thiền định. Như vậy thì hôm nay chúng ta học về suy niệm về thân, suy niệm về sự vô hại, tức là không làm tổn thương đến người khác, và suy niệm thỏa thích trong thiền định. Alo, quý vị còn nghe không ạ? Sư Thanh Hoàng không nghe ha. Rồi sư Kim Nhung nghe. Sáu câu Phật ngôn này được Phật thuyết ra khi Ngài ngự chùa Trúc Lâm Đề Lũ Quanh Á. Đến con trai một cái người cần sĩ nam
tên là Đà Tê Đà Sa Đà, cùng chú ngủ chung một kinh thành. Của nhà chính kiến cùng Đức Ghê con của một nhà đàn bò khác đi được theo bắt được con bò, nhưng mà dừng lại con của ông ở dưới xe ra phi nhân. Ông phi nhân thấy đứa bé ở đó thì một dạ con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi, dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Một hai ba một hai được ngoan ạ. Quý vị còn nghe không? Nghe lại rồi hả? Rồi một hai ba rồi quý vị nghe được rồi, rất là hoan hỷ. 5 phút không nghe được rồi, nghe trở lại. Huynh Hoàng nói
Sư ơi, biết giật như nhảy tuyết. Rồi, nhưng mà quý vị nghe được là tốt rồi. À, nghe nha, chứ không bực nhảy nha. À, Quỳnh Vàng, chú ý nghe, đừng có nhảy theo cái âm điệu này ha. À, nói lại từ đầu ha, cho nghe rõ rồi ha. Rồi, để coi âm thanh sao đây. Âm thanh ổn định mà. Rồi, tăng lên âm thanh nè. Rồi, bây giờ nói lại từ đầu ha. Trời ơi, câu chuyện hay mà coi như nghe kỳ cục quá ha. Rồi, chúng ta còn 6 phút nữa. Bây giờ nghe lại ha. Có hai đứa bé chơi với nhau rất là thân. Nhưng mà trong hai đứa bé đó tư tưởng khác nhau. Một đứa thì chánh kiến, một đứa thì tà kiến. Mà cái đứa chánh kiến á, tin tưởng nơi Đức Phật giáo pháp và chư tăng á, có niềm tin nơi Tam Bảo, thì đứa đó khi làm bất cứ một chuyện gì đều niệm tưởng ân đức của Phật, Nam Mô Bụt Thầy Gia. À, còn cái đứa mà theo tà kiến á, thì nó niệm tưởng vị giáo chủ đó, tức là các vị A-la-hán, Nam Mô A-ra-hành-ta năng. À, niệm tưởng các vị A-la-hán giáo chủ của nó. Nhưng mà cái đứa chánh kiến á, Nam Mô Bụt Thầy Gia thì luôn luôn thắng nó. À, bởi vì niệm tưởng đến Phật thì được các vị chư thiên hộ pháp hộ trì, và nó chơi bất cứ cái môn nào nó cũng thành công. À, và thế là một hôm á, thì cùng với cha đi ra ngoài thành á, để mà coi như kiếm củi. Nhưng mà trên đường về kinh thành á, thì hai cha con mới dừng ở tại một mộ địa để ăn cơm tối và cho bò nghỉ ngơi uống nước. Nhưng mà chẳng may con bò của ông ta là nhập đàn với bè khác đi vào trong thành. Thì ông già này mới rượt bắt được con bò. Nhưng mà khi đó đã xế chiều, cửa thành đã đóng cứng, không ra ngoài được. Và ở ngoài thành nơi cái tha ma bộ địa đó chỉ còn có con trai của ông ta đang ngủ ở dưới cái xe bò. Trong thành Ranjakaha, quân xá này là một thành phố có rất nhiều phi nhân. Khi đó hai con phi nhân dạ xoa thấy đứa bé đang nằm ngủ ở dưới chiếc xe, thì một phi nhân tà kiến đối nghịch với Đức Phật mới nói với bạn mình rằng ta sẽ ăn thịt đứa bé. Nhưng mà phi nhân chánh kiến không đồng ý, cản phi nhân tà kiến. Dù bị ngăn cản nhưng mà phi nhân này vẫn hành động kéo chân đứa bé. Lúc đó đứa bé đừng ngủ giật mình niệm Nam Mô Bụt Thầy Gia. Vì trong đời sống bình nhật quen miệng rồi, cho nên đụng đâu là niệm Phật đó. Phi nhân tà kiến khiếp sợ biến mất đi. Phi nhân chánh kiến mới nói với phi nhân tà kiến rằng chúng ta không nên hành động như vậy. Bây giờ hãy chuộc tội đi, tức là vào trong thành vua đem vật thực cho đứa bé này ăn uống để chuộc cái lỗi đó. Và hai phi nhân đã làm như cha và mẹ của đứa bé. Đứa bé thức dậy thì thấy những thực phẩm đầy mâm mà phi nhân tà kiến mang về. Rồi với nguyện lực của mình, hai phi nhân đó nguyện rằng chỉ có đức vua mới nhìn thấy chúng ta mà thôi. Sáng hôm sau, quân đến báo động, bọn cướp đã vào hoàng cung đánh cắp chiếc mâm vàng. Các cổng thành đóng kín cửa, chúng lùng sục khắp nơi và thấy cái mâm vàng nằm ở trong xe củi. Chúng cho rằng đứa bé này đánh cắp chiếc mâm vàng nên bắt đem về trình với đức vua. Đức vua thấy như vậy mới hỏi: này em bé, đây là cái chuyện thế nào đấy? Tâu hoàng thượng, con không rõ.
cha mẹ của con đem cho con hồi hôm và bảo vệ cho chúng con. À, cho nên con yên tâm mà ngủ, con chỉ biết có bấy nhiêu thôi. À, khi cho đòi cha mẹ của đứa bé đến, thì hai phu nhân kia hiện rõ cho đức vua biết cái sự kiện này. Cả ba người là cha mẹ của đứa bé cùng đến tịnh xá kỳ viên để ý kiến đức Phật và bạch trình đến tự sự. Mà Đức Thế Tôn chỉ có niềm tưởng ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng mà được bảo vệ như vậy hay sao? Này Đại Vương, chẳng phải chỉ có niệm Phật, người nào tâm khéo tu tập sáu đặc điểm, người đó không bị bùa chú hay tập bệnh. Và sáu cái đặc điểm mà Đức Phật nói lên, tức là suy niệm về Đức Phật, suy niệm về giáo pháp, suy niệm về tăng già, suy niệm về thân, suy niệm về đức vô hại và suy niệm về sự thỏa thích trong thiền định. Tức là sáu cái đặc điểm mà không hề bị bùa chú hay là tập bệnh chi phối. Thì khi mà Đức Phật đã nói lên sáu câu Phật ngôn này, thì đứa bé cùng với cha mẹ của chúng đã chứng đắc thánh quả diệt lưu, và sau đó đều xuất gia chứng đắc thánh quả A-la-hán. Và pháp thoại này đã đem lại lợi ích cho quần chúng. À, trong duyên sự này chúng ta thấy rằng sáu đề niệm niệm thắng bùa linh, tinh tấn hành thông bảo hộ mình, mộ địa rừng đêm không trẻ sợ, âm vang hiệu Phật dạ xoa kinh, đức vua mất đĩa tuy ra lý, cha mẹ tìm con thấu rõ tình, sum họp một nhà nghe chánh pháp, xuất gia hành đắc quả vô sinh. Như vậy thì sáu câu Phật ngôn, chúng ta thấy đây là sáu đề tài để chúng ta tu tập. Mà cái mục đích của tu tập là để những bùa ngải không có thể xâm nhập chúng ta, tật bệnh cũng không thể làm cho chúng ta tâm bị lung lạc, tức là chúng ta an trú vào pháp. Buổi sinh hoạt của đạo tràng đến đây xin được kết thúc. Có những sự thắc mắc thì chúng ta không còn thời gian nữa, và mong rằng sự thắc mắc này quý vị sẽ đặt thành những câu hỏi để cho ngày Chủ nhật được linh động hơn qua những câu Phật ngôn này. Qua những câu Phật ngôn này xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa chê quá chê nà sô thị vô hô tụ sắp và thà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Xin mời Sư Ca Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt với một bài kinh và kệ gì đó. Alo, xà thủ thay bàn tay rồi. Sama thikin chidam vitham ne Ratanam bani tam ne Te na satye na suvati ho tu yam bhuta se tu Bari vana yi suchi bhakti ratana sutta.